Thưa quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ và Thế giới của đài chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có được ngày mới an lành và một ngày làm việc nhiều niềm vui. Hôm nay đài chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung sau. Chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc đại lục, công ty Đài Loan mang về đảo 38 tỷ đô la. Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ xoay trục với Ấn Độ Thái Bình Dương. Hành động của Indonesia có đủ cứng rắn để gian đe Trung Quốc ở Biển Đông. Sau đây là chi tiết nội dung. Chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc đại lục công ty Đài Loan mang về đảo 38 tỷ đô la. Hãng tin Bloomberg ngày 4 tháng 9 có bài viết cho biết sự nghi ngờ ngày một tăng về Trung Quốc mang lại vận may đầu tư hàng chục tỷ đô la cho Đài Loan. Vùng lãnh thổ này đang bị mắc kẹt giữa một cuộc đối đầu Mỹ-Trung ngày càng xấu đi với nhiều công ty Đài Loan vận hành các nhà máy ở Trung Quốc đang sản xuất cho các công ty Mỹ. Căng thẳng đó đang thúc đẩy nhiều công ty Đài Loan di rời một số hoạt động sản xuất quay lại hòn đảo và chuyển hướng đổ tiền vào các nhà máy trên đảo Đài Loan. Chính quyền Đài Loan cũng giảm thuế và đưa ra các hình thức hỗ trợ khác cho các công ty này. Tuần trước, bà Vương Mỹ Hoa, người đứng đầu cơ quan kinh tế Đài Loan cho biết, ngay càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan quay lại hòn đảo với số tiền đầu tư mang về hơn 1.100 tỷ Tân Đài tệ, tương đương 38 tỷ đô la kể từ tháng 1 năm 2019. Các nhà sản xuất công nghệ của Đài Loan như tập đoàn InnoLux Action, Quanta Computer đang xây dựng các nhà máy mới ở Đài Loan. Bà Vương nói rằng các chuỗi cung ứng cho những nhà sản xuất xe điện gồm tập đoàn Tesla của Mỹ, hiện có một nhà máy ở Thượng Hải, Trung Quốc, cũng đang chuyển hướng sản xuất hoạt động sang Đài Loan. Động thái của các công ty Đài Loan trái ngược với các công ty Mỹ. Nhiều công ty Mỹ đã không đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc quay lại nước Mỹ. Tuy nhiên, sự nghi ngờ ngày càng tăng lên về Trung Quốc cũng khiến các công ty Mỹ chuyển các chuỗi cung ứng từ Trung Quốc sang những nơi khác. Còn theo bà Vương, lý do chính thôi thúc các công ty quay lại Đài Loan chính là những lo ngại từ các khách hàng Mỹ về tài sản trí tuệ. Bình luận về việc các công ty Đài Loan chuyển tiền đầu tư về lại hòn đảo, Roy Chun Lee, phó giám đốc điều hành trung tâm WTO NRAT Đài Loan tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa Đài Loan cho biết, xu hướng chung hiện nay là tạo ra một chuỗi cung ứng thứ hai ít phụ thuộc vào Trung Quốc. Chẳng hạn, tập đoàn Winter Network của Đài Loan đã công bố khoản đầu tư mới 2,7 tỷ tân đài tệ vào một nhà máy ở Đài Loan hồi tháng 6, sau khi các khách hàng của tập đoàn này yêu cầu tập đoàn đa dạng hóa địa điểm sản xuất. Tháng 1 năm 2019, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã khởi động một chương trình kéo dài 3 năm để khuyến khích các doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động ở bên ngoài quay về đảo Đài Loan sản xuất và đầu tư. Trung Quốc là lý do Đức bất ngờ xoay trục về Ấn Độ Thái Bình Dương. Giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung và căng thẳng Ấn Trung leo thang, Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương để có tin nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực. Chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương của Đức có gì mới? Một ngày sau khi ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rời đi trong chuyến thăm năm nước châu Âu, Đức thông báo nước này sẽ thực hiện chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Theo đó đánh giá lại về chính sách của nước này với Trung Quốc Mối quan hệ giữa Đức và Trung Quốc từ lâu chủ yếu tập trung vào kinh tế và thương mại, nhưng nay có thể sẽ bao gồm cả các lợi ích địa chính trị và nhân quyền. Mỹ là nước đầu tiên thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương vào năm 2017, thúc đẩy một khu vực mở và tự do nhằm giám sát sự hiện diện quân sự ngày một gia tăng và ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc. Pháp trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đi theo lập trường này vào tháng 5 năm 2019, nhằm mục đích trở thành một nhân tố trung gian bao trùm và giữ ổn định trong khu vực. Paris đã tổ chức hội nghị trao đổi ba bên đầu tiên với các ngoại trưởng của Ấn Độ và Australia hôm 9 tháng 9, với các chủ đề xoay quanh các biện pháp làm giảm ảnh hưởng của COVID-19 và an ninh biển. Hiện nay, Đức, đối tác kinh tế lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu đã trở thành quốc gia thứ hai ở châu lục này, thể hiện sự quan tâm tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, với việc phát thảo kế hoạch Đức-Châu Âu-Châu Á định hình thế kỷ 21 cùng nhau. Việc công bố tài liệu trên của Đức diễn ra khi chỉ còn chưa tới 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Các nhà quan sát cho rằng đây dường như là một nỗ lực của Berlin nhằm cải thiện quan hệ với Washington, vốn căng thẳng trong thời gian qua do những khác biệt về thương mại, quốc phòng và thỏa thuận hạt nhân Iran. Tuy nhiên, chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đức khác với chiến lược của Mỹ về mục tiêu và mức độ bao quát. Theo các nhà phân tích, chiến lược của Đức không nhằm chống Trung Quốc, mà có thể chỉ đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh tránh đặt tất cả trứng vào một giỏ. Chiến lược của Berlin khẳng định nhu cầu cần hợp tác an ninh chặt chẽ hơn và sự đa dạng về đối tác kinh tế với các quốc gia khác trong khu vực nhằm tránh sự phụ thuộc đơn phương vào một quốc gia nào đó. Kế hoạch Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đức cũng miêu tả Trung Quốc là một cường quốc khu vực và cường quốc đang nổi lên của thế giới, đồng thời cho rằng việc tuân thủ các quy định trong trật tự thế giới của Trung Quốc đang bị đặt câu hỏi trong những khía cạnh nhất định. Chiến lược này cũng khẳng định Đức sẽ tìm cách hợp tác về quốc phòng và an ninh mạng chặt chẽ hơn với Singapore, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng như việc chuyển đổi số, chẳng hạn như hệ thống 5G với các nước đối tác. Có những dấu hiệu và tháng trước cho thấy Bắc Kinh đã nhận thức được sự thay đổi trong chính sách của Đức. Gu Ken, đại, lý Trung, đại sứ Trung Quốc tại Đức cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước Trung Quốc hồi tháng 8 rằng quan hệ Trung Quốc và Đức đã vượt ngoài quan hệ song phương và chuyển thành sự ảnh hưởng chiến lược. Đại sứ Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẵn sàng thúc đẩy việc hợp tác chiến lược với Berlin và cả hai bên nên lối lại đối thoại ở mọi cấp độ nhằm thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị. Khui Hong Tràn, giám đốc phụ trách nghiên cứu châu tại Viện Nghiên cứu Quốc tế của Trung Quốc cũng nhất trí rằng Đức đang xem xét các khía cạnh khác trong mối quan hệ này bên cạnh các lợi ích chính trị. Về mặt kinh tế và thương mại, Đức muốn tránh tận đặt tất cả trứng vào một giỏ. Điểm mới ở đây là sau quãng thời gian quan sát và ngần ngại, Đức đã bắt đầu ấp ủ về ý tưởng Ấn Độ Thái Bình Dương. Ông Khui bình luận. Điều này xuất phát từ những cân nhắc an ninh và chính trị giữa bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung và căng thẳng Ấn Trung leo thang. Đức cuối cùng đã tham gia vào chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương để có tiếng nói tại những điểm nóng về an ninh trong khu vực. Một trong những điểm nóng đó là Biển Đông, vùng biển với hoạt động trao đổi thương mại lên tới hàng nghìn tỷ đô la mỗi năm. Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đức khẳng định Berlin ủng hộ bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN. Điều này có thể thúc đẩy một dấu mốc mới với việc Đức sẽ tìm kiếm hợp tác với Pháp nhằm hình thành một chiến lược chung cho châu Âu tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Xi Jin Hong, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Renin ở Bắc Kinh đánh giá, các nước châu Âu không hài lòng với Trung Quốc ở Biển Đông và sự hiện diện hải quân ngày càng gia tăng của nước này ở Ấn Độ Dương. Sự đối đầu chiến lược giữa Bắc Kinh với Washington và các đồng minh vô cùng căng thẳng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. cả hai bên đều không thể hiện dấu hiệu nhượng bộ. Ông Xi cũng cho rằng giữa lúc mối quan hệ với Mỹ đang rơi tự do, mối quan hệ với châu Âu có ý nghĩa to lớn với Trung Quốc. Tuy nhiên không có sự tiến triển nào có thể đạt được nếu không có sự điều chỉnh chính sách lâu dài và phù hợp từ phía Trung Quốc với EU. Vốn có thể sau đó sẽ tạo nên sự thay đổi chính sách tương ứng từ phía châu Âu. Hội đồng châu về đối ngoại, một tổ chức nghiên cứu của Brussels cho biết. EU cần nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư vào mối quan hệ với các nước thứ ba, đặc biệt là các quốc gia ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Những mối quan hệ thân thiết này được thiết lập qua các cơ chế như các hiệp định thương mại tự do và đối tác an ninh, không chỉ nâng cao khả năng hành động trong khu vực của EU, mà còn phục vụ các lợi ích rộng hơn trong việc định hình các quy chuẩn và tiêu chuẩn toàn cầu. Tài liệu về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Đức cho hay. Hành động của Indonesia có đủ cứng rắn để gian đe Trung Quốc ở Biển Đông. Vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia cho thấy Bắc Kinh không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông dựa trên đường chín đoạn. Bộ Ngoại giao Indonesia trao công hàm cho đại sứ quán Trung Quốc phản đối tàu hải cảnh nước này vào vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông suốt 2 ngày, trước khi rời đi vào hôm qua ngày 14 tháng 9. Sự việc xảy ra ở khu vực ngoài khơi quần đảo Natuna của Indonesia. Đây là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ tàu hải cảnh và tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Cơ quan an ninh hàng hải Indonesia Bakalam cho biết tàu tuần tra của nước này đã bám theo tàu hải cảnh Trung Quốc và tranh cãi qua sóng vô tuyến, buộc tàu Trung Quốc rời vùng đặc quyền kinh tế nước này vào khoảng trưa ngày 14 tháng 9. Người phát ngôn của Bakalam Wisu Brahmadita nói, lực lượng hải cảnh Trung Quốc nói rằng họ đang tuần tra trong khu vực tài phán của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ điều này và nói rằng đây là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Theo Winsu Brahmandita, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia từ hôm 12 tháng 9 đến 11 giờ 30 phút sáng ngày 14 tháng 9. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết Jakarta đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc đưa ra lời giải thích. Chúng tôi nhắc lại với Phó Đại sứ Trung Quốc rằng vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia không trồng lấn với vùng biển của Trung Quốc. Indonesia không coi mình là một bên trong tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Trung Quốc tuyên bố có quyền lịch sử đối với các khu vực trồng lấn vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia xung quanh quần đảo Natuna. Bắc Kinh thể hiện tuyên bố chủ quyền phi lý của mình thông qua bản đồ đường chín đoạn. Trong bối cảnh Trung Quốc những năm gần đây đưa ra yêu sách về quyền tài phán của mình trong đường chín đoạn, thể hiện sự của các tàu hải cảnh và tàu đánh cá Trung Quốc ở vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna đã gia tăng. Do vậy với Trung Quốc, điều này trở nên bình thường mặc cho phía Indonesia không hoan nghênh. Vấn đề không mới Ông Colin Coy, chuyên gia nghiên cứu an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore, thì cho rằng vụ việc nêu trên là một thách thức đối với Indonesia. Diễn biến mới nhất này chỉ đơn thuần làm nổi bật vấn đề dai dẳng mà Indonesia phải đối mặt. Đó là việc Trung Quốc không giảm bớt các tuyên bố chủ quyền phi lý của họ ở Biển Đông, dựa trên đường chín đoạn, vốn đã bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ hồi năm 2016. Ông Coy nói, đề cập đến phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ Philippines kiện Trung Quốc. Ông Coy nói thêm, thay vì coi các hành vi của Trung Quốc là hung hăng hơn, có lẽ chính xác hơn nếu mô tả Trung Quốc là vẫn hung hăng, bất chấp căng thẳng mới đây nhất gần quần đảo Natuna. Hồi tháng 1 năm nay, Indonesia đã triển khai máy bay chiến đấu và tàu chiến tuần tra gần quần đảo Natuna sau khi lực lượng hải cảnh và tàu cá Trung Quốc tiến vào vùng biển gần đó. Indonesia, quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới đang cố gắng tìm cách ngăn chặn các tàu cá nước ngoài xâm nhập vùng biển của mình, cho rằng hoạt động đánh bắt cá trái phép gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này hàng tỷ đô la mỗi năm. Bangkala đã triển khai các tàu tuần tra trong chiến dịch ngăn chặn và đẩy lùi ở vùng biển phía tây nước này để ngăn chặn hoạt động đánh bắt trái phép. Theo tờ Jakarta Post, hoạt động này dự kiến kết thúc vào tháng 11. Indonesia có đủ cứng rắn Vụ việc mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa có cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia tại Jakarta. Tại cuộc gặp, Indonesia nhắc lại cam kết đối thoại và giải quyết hòa bình ở Biển Đông. Ông Story cho rằng việc tàu tuần tra Indonesia bám theo xua đuổi hạ tàu hải cảnh của Trung Quốc đã cho thấy lập trường cứng rắn của Jakarta đối với các yêu sách của Bắc Kinh ở Biển Đông. Story lưu ý, trước đây các tàu tuần tra của Indonesia chỉ giám sát các tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo chuyên gia Story, các nước Đông Nam Á khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông hoàn toàn có thể làm theo cách của Indonesia để cho Trung Quốc thấy rằng họ hoàn toàn bác bỏ cái gọi là quyền lịch sử của Bắc Kinh trong đường chín đoạn phi lý. Ông Story nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 khẳng định những quyền lịch sử mà Trung Quốc dựng lên ở Biển Đông là không phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Coy lại đặt câu hỏi liệu hành động của Indonesia có đủ để gian đe Trung Quốc trong tương lai không? Theo Colin Coy, Indonesia cần một chiến lược mạnh mẽ hơn để tập hợp các nước ASEAN và đối tác bên ngoài khu vực có cùng chí hướng lên án các hành vi cưỡng ép. Mặc dù vậy, ông cũng cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra những phiền toái về mặt chính trị nếu bị hiểu sai như là chính sách ngăn chặn Trung Quốc. Một lựa chọn khác là nêu vấn đề tại các diễn đàn quốc tế, chẳng hạn như tại các diễn đàn của Liên Hợp Quốc. Nhưng theo ông Coi, cách tiếp cận này vẫn còn những hạn chế. Ông Coi cho rằng Indonesia cần phải đầu tư nhiều hơn cho lực lượng chấp pháp trên biển, tăng cường năng lực tuần tra ngoài khơi để có thể đảm bảo duy trì đầy đủ sức mạnh trong vùng đặc quyền kinh tế gần quần đảo Neutrino trước sự xâm phạm của Trung Quốc. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc phần bình luận của đài chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.